Chào các bạn, tôi là Duy Nguyễn. Ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thức cài đặt để cho một cái video ở trên website của mình có thể phát tự động. Và cái video đấy thì lấy nguồn trực tiếp từ YouTube. Hiện tại ở đây thì tôi đang có một cái website. Trên cái website này hiện tại tôi đang có một cái video và tôi lấy dẫn đường link từ YouTube đến. Các bạn có thể thấy là ở đây thì cái video YouTube này nó không tự động phát khi mà các bạn mở cái website này, và khi các bạn mở vào thì lại phải click vào nút play thì cái video đó nó mới phát. Thì trong một số trường hợp thì mình muốn gia tăng cái lượt view của cái video ấy, thì mình muốn bất kỳ một ai khi mà click vào cái trang này thì cái video này nó sẽ tự động phát và trình diễn cái video cho người đó xem. Thì để cài đặt được cái video này tự động phát như nào thì các bạn sẽ vào trong cái đường link của cái video đó. Ở đây tôi vào cái phần quản trị của website. Trong cái bài viết về cái trang web trang này. Và tôi vào cái phần đường link của YouTube đó. Đây chính là cái đường link của cái video đó. Đây các bạn có thể nhìn thấy đường link của cái video ở trên cái website đấy. Thì cái cách để cho nó phát tự động, các bạn sẽ thêm một cái đoạn câu lệnh, đó là rin bằng 0 và auto play bằng 1. Rin hỏi chấm. Tôi thiếu một dấu hỏi chấm. Hỏi chấm rin bằng 0 và auto play bằng 1. Tức là cái giá trị tự động nó sẽ bằng 1 là giá trị đúng. Và khi đó thì video nó sẽ tự động chạy. Ok, sau đó tôi nhấn update. Và tôi cập nhật lại cái bài viết này. Sau đó các bạn chuyển qua cái website và nhấn Ctrl+5. Đó, thì các bạn có thể thấy là cái video nó đã bắt đầu tự động chạy ở dưới này. Và mình không cần phải ấn vào nút click nữa. Không khí, môi trường sống bị ô nhiễm. Thì đấy là đối với cái video này. Còn đối với các cái video khác ở trên YouTube thì sao? Thì tương tự như thế thì các bạn cũng vào YouTube. Và các bạn kích vào một cái video bất kỳ. Ví dụ ở đây tôi kích vào cái video này. Ok. Thì các bạn lấy cái đoạn iframe ở đâu thì các bạn click vào cái phần cái phần xe này và nhấn vào cái nút embed. Thì ở đây nó sẽ cho mình một cái đoạn iframe như này với kích thước 560x315 và cái đường link video như này. Thì các bạn chỉ cần thêm vào đây cái câu lệnh là hỏi chấm rin bằng 0 và auto play bằng 1. Như vậy là các bạn có thể copy toàn bộ cái đoạn iframe này và cho vào website của mình và sau mỗi lần mở cái đường link này lên thì video trên YouTube này nó sẽ tự động phát lại ở trên cái website của bạn, phát trực tiếp trên phát sau khi mở nó sẽ tự động phát ở trên cái website của bạn. Trên đây thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cách thức mà cài đặt để một cái video YouTube tự động phát trên website của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.